Rồi, lại trả hàng cho anh trai miền Bắc. Mình lâu lâu làm cái video tấn dốc với anh em. Cái này nó là đan năm. Vẫn là khuyên đồng, đồ siêu bền. Thì cái này nó hơn những cái đan 4. Tức là nó hạn chế được tối đa cái tốc độ mà rớt khuyên khi ra thòng như hay là khi có gió. Nó thì sợi của nó thì cũng rất là mịn, rất là dày dặn. Này, anh em đánh chồn cuốc thì vẫn ưu tiên cái loại này hơn. Đó, cái này là anh trai cũng bộ này là bộ thứ 5, thứ 6 rồi. Đó, là cho đủ bộ sưu tập 4, 5, 6, 7 luôn. Nó giữ rơi xong là nó rất là hoàn thiện rồi. Giờ chỉ việc đóng rồi gửi đi thôi. Đó, đây là sản phẩm thòng đan 5. Vẫn màu xanh rêu huyền thoại. Đây, đan 6 cũng xanh rêu huyền. Thì cái này của nó thì độ bén của nó thì đánh cuốc thì không thể chê vào đâu được đâu. Cũng hạn chế tối đa được cái tốc độ rụt khuyên của nó này, nó rụt khuyên xuống. Hay như là gió thì nó vẫn không ảnh hưởng đến cái độ bén khi con bò nó bước qua. Đó, là hoàn thiện hết hai bộ này gửi cho hai anh. Một anh Hải Phòng và một anh Thái Bình. Đó, thì anh em có nhu cầu thì bữa nay em vẫn nhận lại bình thường nhé. Ai có nhu cầu thì liên hệ với em. Rồi, chào toàn thể anh em nhé.